Mình đang chuẩn bị đi học thì sáng hôm nay mình có một tiết lúc 7:20 và chiều nay thì mình có một tiết lúc 12:30. Mình đang chuẩn bị lấy xe thì hôm nay mình sẽ vlog lại cho mọi người nhé. Lát nữa thì mình phải lái xe nên là mình không thể quay gì được. Có gì thì đến khi đến trường thì mình sẽ quan trọng cho mọi người biết nhé. One eternity later. So hard to not be in your life. Cause you know I love. And when the world stopped moving, like it did. Mình vừa đi mua đồ ăn về mọi người ạ. Mệt mỏi. Except when soft rains fall. Là phân tích cảm nhận là bài thơ rồi đó. Thế là cái phương pháp hai. Nó ạ, đẹp là sao vậy? Là nghiên cứu như vậy.
Thì đấy, tất cả những cái thuyết đấy thì chúng ta đều xếp vào một cái gọi là gì ạ? Những cái lý thuyết, những cái thuyết phi mặt xích các bạn ạ. Phi mặt xích ạ. What's in store? Should I fall? Và ở đây thì chúng ta quan tâm nhất đấy chính là cái việc Marxist này các bạn này. Marxist này. Vậy Marxist là cái gì các bạn? Marxist. Nhìn chung là Marxist gọi là Marx Lenin nhé. Tức là nói đến hai cái ông quan trọng nhất, Marx Lenin và Engels. Nhưng mà trong đấy thì có hai cái ông quan trọng hơn cả là Marx và Lenin. Marx là người có công và Lenin là người hiện thực hóa. Và khi mà đi tìm hiểu cái nguồn gốc của nhà nước đấy thì mình có thời gian thì các bạn xem cho hôm nay chỉ có buổi bàn sáng bạn phải nêu được một cái gì đó đào được thôi, cho bạn đây là cái công việc thôi. Đây là một cái bạn rất là nhiều, đây là cái buổi đầu tiên mà để những gói di sản thôi á. Các bạn có thể có ý kiến gì? Về đó mọi người ơi. Từ sáng đến bây giờ là 5:30 rồi mình về nhà. Thì lúc nãy mình đang định vào thư viện ngồi học cơ, nhưng mà kiểu vào thấy mọi người học đông quá, không có chỗ nào mình ngồi ấy, nên là thôi mình đi về. Có lẽ là bây giờ mình sẽ đi ngủ, muốn ngủ chịu được. Kiểu bình thường kiểu buổi trưa mình hay ở nhà kiểu mình hay ngủ á, nhưng mà trên đại học là không có chuyện ngủ trưa nữa, mà sáng thì kiểu dậy sớm ấy. Nhưng mà bây giờ mình rất là oải, nên là mình sẽ đi ngủ đi. Và lát nữa thì chắc là mình sẽ ngồi học, sau đi ngủ thôi, lại ngủ tiếp. Mình đã hết một ngày rồi. Có gì tí nữa mình sẽ quay mọi người nhé. Right where your father died, I hold on to your hand. So terrified of the road that takes you, well, me too. Everybody has you up on their walls sometimes. Everybody thinks of you when they sleep at night. When I say everybody. Mình quên mất không kể cho mọi người là mình đang học cái gì đúng không? Thì hiện tại mình chuyên ngành của mình là truyền thông doanh nghiệp và học bằng tiếng Pháp. Thì lý do tại sao mình lại chọn tiếng Pháp thay vì tiếng Anh là bởi vì lý do rất đơn giản là mình trượt ngôn ngữ Anh, thế nên là mình phải chuyển sang tiếng Pháp. Thực ra lúc đầu mình cũng không định chọn tiếng Pháp đâu, tại vì ngoài ngôn ngữ Anh ra thì mình cũng rất là thích truyền thông, thế nên là mình đã đăng ký cả. Khi mà mình đăng ký nguyện vọng ấy thì mình đăng ký cả truyền thông đa phương tiện và truyền thông doanh nghiệp, thì mình trượt cả hai nguyện vọng đầu là ngôn ngữ Anh và truyền thông đa phương tiện, thế nên là mình đã vào truyền thông doanh nghiệp.
Lúc đầu thì mình cũng khá là kiểu buồn ấy, hơi hơi thất vọng tí. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là bây giờ mọi thứ cũng đã kiểu ok la rồi ấy. Mọi thứ nó đã đi vào quỹ đạo của nó rồi ấy. Thì mình thấy là nó cũng bình thường. Không có gì. Kiểu tại vì mình dân cuối D ấy, thế nên là mình thích cái việc học ngoại ngữ hơn là học mấy cái mà kiểu tư duy tính toán cái thứ ấy. Mình không giỏi về mấy cái ý. Nên là khi mà mình lúc đầu nghe tiếng Pháp ấy, thì mình thấy khó thật, nhưng mà kiểu mình cũng hơi sợ ấy. Nhưng mà kiểu càng học thì mình thấy khá là hay, đọc hay hay, đọc kiểu thầy cô dạy cũng tốt ấy, nên là mình dễ hiểu, nên là giờ mình lại thích. Đơn giản thế thôi. Ở trong năm đầu thì mình mới chỉ học tiếng thôi, thì nó cũng khá là nhẹ. Kiểu lên năm 2 thì mình mới bắt đầu vào chuyên ngành truyền thông, thì mọi người kể là khó phết. Mình cũng thấy hơi hoang mang đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ có học tiếng thôi, mình rất là enjoy cái việc mà mình học tiếng. Nhưng mà mình sợ là kiểu từ đầu ấy, mình từ trước 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 kia thì mình không nghĩ là mình sẽ học được tiếng Pháp, tại vì kiểu đầu vào mình là đầu vào tiếng Anh, và mình không biết một chữ tiếng Pháp nào. Xong rồi kiểu mình sợ chứ. Nhưng mà kiểu trong lớp mình thì cũng phân chia ra những cái phân chia kiểu ai ai đầu vào tiếng Anh và ai đầu vào tiếng Pháp ấy, thì kiểu lớp mình mọi người cũng đều không biết như nhau cả, thế nên là học nó rất là chill, không có cái gì áp lực ấy, rất là vui thật đấy. Bây giờ mình chỉ có tập trung học tiếng Pháp thôi, mà mình đang hơi bị tiếng Anh một chút. Bây giờ mình đạt đến một cái trình độ nhất định rồi, thế nhưng mà bây giờ để học lên thêm mình không biết học từ đâu. Không học từ đâu, kiểu mình đang không có cái lộ trình cụ thể. Nghĩa là bây giờ mình có một lượng từ vựng đủ để mình giao tiếp rồi, đủ để giao tiếp, đủ để nghe người ta nói hiểu. Thế nhưng mà mình vẫn muốn học, vẫn muốn cải thiện lên, nhưng mà người ta không biết học như nào. Thế luôn, mình kiểu hôm trước mình ôn IELTS ấy, thì ok là mình có lộ trình, nhưng mà bây giờ mình không muốn ôn IELTS nữa, mình chỉ muốn tăng tiếng Anh thôi. Thế bây giờ mình đang không biết làm như thế nào đây. Mình sợ kiểu học tiếng Pháp nhiều nó bị loạn ngôn hơn tiếng Anh, tiếng Pháp nó bị loạn ấy. Mình đang sợ là kiểu mai sau mình quên hết tiếng Anh chết. Nên là không ổn tí nào. Bây giờ muốn học lên thì làm nào nhỉ? Mọi người biết thì hãy chỉ cho mình nhá. Mà nói cũng nhiều ấy nhỉ. Mình nghĩ là mình sẽ dừng chiếc vlog này ở đây. Và mọi người đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube này của mình nhé. Có gì hay ho thì mình sẽ vlog lại cho mọi người. Và hẹn mọi người tại vlog lần sau. Bye bye.